chứa. Ờ. Ok, ok là. Thank you Dan for the night. Dan ơi, cảm ơn Dan nha. Thank you for the night. Em quay chưa? Bây giờ đang quay. Em quay, em phải action chứ. Action. Ờ, thank you for the night. Thank you for the night. Ê, thế là cái này là cái gì ta? Wow, cái bánh này rất là đặc biệt đó nha. Cái này là phải có người order từ bên Pháp, Paris. Đúng rồi. Đúng em. Rồi em xách tay xuống đây đó. Rồi cắt bánh đó, anh cắt rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, cái này miếng này là miếng đẹp, này là củ cừu ngô. Đó, anh lấy miếng này. Ok. Anh chào mà bà. Miếng này của Chiến Cần phải không? Cho Chiến Cần ăn đi cho mà. Em mập rồi, em đủ mập rồi. Ủa sao cái bánh này nó có cái nấm mèo vậy? Bởi vì Tiến có hai cái nấm. Nấm chứ có phải nấm đâu. À nấm hả? Sao thì chị? Ấy, xuyên tạc bậy bạ đúng không? Xuyên tạc bậy bạ mà. Dùng từ ngữ rất là phô mỹ. Đây à, mà rồi mời nha. Thank you. Happy birthday nè. Anh lấy cái bánh đó cho anh đây. Ăn cái này đi. Ô miếng nào chở được anh ăn đi. Không, anh lấy ăn không hết thì thôi. Ăn không hết thì bỏ. Rồi. Bây giờ anh ăn miếng coi. Bánh là hảo ngọt mà trời ơi cái gì vậy? Có mà thì cũng kỳ nữa. Em biết là anh mê nhất là cái gì? Coffee. Cho nay hà coffee. Hai hạt sao đủ? Chiến thì đây, Chiến thích ăn sô cô la. Sao đây mới em thích ăn sô cô la? Để mà tại vì ăn sô cô la để giữ dáng. Em giữ dáng hả? Dạ, yeah. Mời nha. Em dáng đẹp rồi không cần gì. Anh ăn miếng phát biểu cảm nghĩ coi. ngon quá. Ngon sao anh? Bánh cà phê. Bánh cà phê ăn vô cái hương vị rất là sô cô la. Oh. Wow. Bánh đặc biệt. Wow. Bánh này chắc chắn là bánh ngọt. Không thể bánh mặn được. Đúng không? Rất là ngọt đúng không? Ok.